Dương Dương và Vương Sở Nhiên đăng phim giả tình thật. Dương Dương và Vương Sở Nhiên là cặp sao gây chú ý sau phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi. Mặc dù tác phẩm bị chê bai thậm tệ, tuy nhiên khán giả và truyền thông vẫn quan tâm về sự nghiệp và cuộc sống của cặp sao. Nguyên do vì trước đó, hai ngôi sao này từng vướng phải nghi vấn hẹn hò hồi tháng 5. Điều này được các cánh săn ảnh bắt gặp hai người được cho là Dương Dương và Vương Sở Nhiên đi vào khách sạn. Sau khi phim kết thúc, cặp đôi vẫn trở thành tâm điểm của truyền thông, khi mọi nhất cử nhất động của họ đều được khán giả chú ý. Đặc biệt, theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin mới đây, một blogger tung ra video Dương Dương và Vương Sở Nhiên cùng ra vào một khu nhà và bị đặt nghi vấn họ đang sống chung. Dù cặp sao chưa lên tiếng về tin đồn này, nhưng việc cả hai dính tin đồn hẹn hò vẫn kéo dài suốt nhiều tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang quay phim mới của họ ở Hoành Điếm, nên cùng ra vào chung một khu nhà là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu cặp sao để lộ nhiều nghi vấn, làm dấy lên tin đồn phim giả tình thật của mình. Về sự nghiệp, có thể nói sau phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi, Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị ảnh hưởng nặng nề về tên tuổi, danh tiếng của cả hai bị ảnh hưởng sau màn thể hiện thất vọng trong Khói Lửa Nhân Gian của tôi. Theo đó, cả hai bị chê tương tác yếu, diễn xuất tệ và không tạo được sự lôi cuốn cho người xem. Từ một tác phẩm được kỳ vọng, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã biến Khói Lửa Nhân Gian của tôi trở thành bom xịt gây thất vọng nhất năm 2023. Hiện tại, Dương Dương đang quay Phàm Nhân Tu Tiên, còn Vương Sở Nhiên đang quay Khánh Dư Niên 2. Nhiều fan hâm mộ hy vọng cả hai có thể lấy lại danh tiếng sau ồn ào. Lý do khán giả Liên Hoa Lâu hoài nghi ekip Trường Tương Tư gian lận. Ở thời điểm hiện tại, Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư là hai bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả. Nguyên nhân vì chất lượng nội dung lẫn dàn sao tham gia đều được đánh giá tốt. Tuy nhiên, theo các chỉ số trên các bảng xếp hạng, hiện tại Liên Hoa Lâu có phần lép vế hơn so với Trường Tương Tư. Cụ thể, các chỉ số truyền thông, bảng xếp hạng chỉ số điểm các nhân vật trong phim cũng như hot search của Trường Tương Tư đều xếp top đầu. Tuy nhiên, điều này cũng tạo nên những tranh cãi dữ dội với khán giả của Liên Hoa Lâu. Theo đó, những người hâm mộ tác phẩm Liên Hoa Lâu tố ekip của Trường Tương Tư mua hết hot search để tăng độ nhận diện cho phim. Khán giả lấy dẫn chứng rằng, trong các bảng xếp hạng về tỷ lệ tìm kiếm, các nhân vật của Trường Tương Tư luôn xếp vị trí đầu tiên. Trong khi đó, dù Liên Hoa Lâu có không ít những cái tên sáng giá, nhưng chỉ duy nhất mỗi Tăng Thuấn Hy lên hot search. Lấy dẫn chứng, hiện Trường Tương Tư đã có 4 diễn viên chính là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đều lên hot search. Đặc biệt, họ trụ vững ở bảng xếp hạng này trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ phân tích rằng, dù phim Trường Tương Tư đang áp đảo các tác phẩm còn lại, nhưng không phải không có lý do chính đáng. Trường Tương Tư có chiến lược truyền thông tốt, phủ sóng mạnh mẽ, và đặc biệt lựa chọn cái tên có sức hút như Dương Tử tham gia. Đặc biệt, phim khắc phục được nhiều nhược điểm về nội dung, màu phim, phục trang, nên không khó để tác phẩm đứng top đầu. Ngoài ra, thêm một lý do nữa là phim sở hữu dàn sao diễn xuất đồng đều, mỗi người đều đem lại một hình tượng riêng. Trong đó, nam chính Đặng Vi gây sốt, dù chỉ là diễn viên còn mới, anh có lượng fan tăng chóng mặt sau khi hóa thân thành công trong phim. Trong khi đó, Liên Hoa Lâu cũng không phải bộ phim tệ, tác phẩm có nội dung tốt, khi mang đến nhiều tình tiết phá án hay, tạo cảm giác mới mẻ cho người xem. Tuy nhiên, về khâu truyền thông cho phim, rõ ràng Liên Hoa Lâu đang kém hơn phim của Dương Tử. Ban đầu, khán giả chỉ chú ý nhất ở Liên Hoa Lâu vì có sự tham gia của Thành Nghị. Vì sao Tương Liễu của Trường Tương Tư được tác giả truyện gốc yêu mến hết lòng? Dẫu ai cũng biết người sẽ đi cùng Tiểu Yêu đến cái kết cuối cùng là Đồ Sơn Cảnh thông qua nguyên tác, nhưng vai diễn Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ đảm nhiệm trong Trường Tương Tư vẫn thu hút khán giả vì nhan sắc hút mắt và diễn xuất khó chê. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng yếu tố cộng điểm nhiều nhất cho vai diễn này chính là bản thân nhân vật Tương Liễu do Đồng Hoa sáng tác. Vốn là yêu vương vùng biển, Tương Liễu có thể vô ưu vô lo vùng vẫy giữa đất trời. Tuy nhiên, khi Phòng Phong Bội đến vùng đất cực Bắc để tìm băng tinh, không may gặp nạn, khiến tính mạng khó giữ, hắn đã hiến mình cho Tương Liễu ăn thịt để gia tăng công lực. Đổi lại, Tương Liễu sẽ giả làm hắn quay về gia tộc, chăm sóc cho người mẹ bị bệnh. Để giữ chữ tín với Phòng Phong Bội, Tương Liễu không những giả trang làm hắn quay về gia tộc, mà còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong Nghĩa Quân Thần Vinh. Chính vì báo ân Phòng Phong Bội, Tương Liễu ngay từ đầu đã không thể ở bên Tiểu Yêu, chỉ có thể che giấu tình cảm bằng vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn. Cuối cùng, chính vì báo ân mà hắn hy sinh cả chính cái mạng của bản thân. Chính tác giả Đồng Hoa cũng cho biết,
Đây là nhân vật mà cô càng viết càng thích, thậm chí muốn đổi cho Tương Liễu lên làm nam chính. Dẫu vậy, ngay từ khi xuất hiện, Tương Liễu đã mang một sắc thái bi kịch, chính điều này định sẵn cho hắn cái chết thê lương, không thể ở bên người mình yêu. Về phía khán giả, họ cho biết lý do Tương Liễu khiến họ rung động là bởi sự đối lập về hành vi bên ngoài và nội tâm bên trong của nhân vật. Dưới vỏ bọc lạnh lẽo vô tình, Tương Liễu thực ra là một yêu vương có trái tim nóng bỏng nhiệt thành. Hắn yêu Tiểu Yêu, hết lòng vì Nghĩa Quân. Tuy nhiên, người hắn yêu không thể ở bên, Nghĩa Quân thất bại và hắn chết trận. Do đó người xem đều mong có một ai đó xuất hiện để yêu thương Tương Liễu, khiến hắn không phải sống trong nội tâm lạnh giá rét buốt mà hắn tự tạo ra cho mình nữa. Cùng ly hôn, nhưng Dương Mịch bị chê cười vì thua kém Triệu Lệ Dĩnh ở điểm này. Trong dàn Tiểu Hoa 85, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby đều có cuộc hôn nhân tan vỡ. Thế nhưng, chỉ có Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh gặp phải nhiều khó khăn hơn vì quyền nuôi con thuộc về nhà chồng. Mới đây, Dương Mịch gây bất ngờ khi quyết định bỏ ra số tiền khủng để giành lại con gái Tiểu Gạo Nếp. Theo truyền thông Hồng Kông tiết lộ, Dương Mịch đã mạnh tay chi 500 triệu tệ, khoảng 1.655 tỷ đồng, để giành lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên trong tương lai, cô bé sẽ không theo mẹ về đại lục sinh sống, cũng không sang Canada du học, mà sẽ tiếp tục sống ở Hồng Kông. Điều này đồng nghĩa với việc Dương Mịch có khả năng sẽ thất bại trong cuộc chiến giành quyền nuôi con này. Bên cạnh đó, truyền thông Hồng Kông cũng cho biết Lưu Khải Uy hiện không có kế hoạch kết hôn lần nữa, dù anh đang hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Trước đó, có tin đồn nam diễn viên đưa con gái đến Canada để thay đổi quốc tịch, nhằm ngăn cản Dương Mịch đạt được quyền nuôi con. Đa số cư dân mạng đứng về phía Dương Mịch để giành lại quyền nuôi dưỡng con gái, nhất là sau khi Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy cho biết, Tiểu Gạo Nếp có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm vì nhớ mẹ. Cách đây không lâu, ông cũng bất ngờ phát ngôn, muốn Dương Mịch và Lưu Khải Uy hàn gắn lại như trước. Không ít netizen đặt Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh ra so sánh, mặc dù cùng ly hôn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ, thậm chí thường xuyên cùng chồng cũ đưa con trai đi ăn, đi chơi khá thoải mái. Trong khi đó Dương Mịch liên tục căng thẳng và bị bố mẹ chồng lên tiếng khiển trách nhiều lần. Mỹ nhân diễn dở tới độ phải ghép cả nước mắt, netizen lo sợ hỏng cả một tác phẩm đáng mong chờ. Bảy Kiếp Cát Tường là bộ phim cổ trang mới của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề, vừa ấn định sẽ lên sóng trong tháng 8 này. Sau khi tung ra những trailer, hình ảnh chính thức, phim được ngợi khen rất nhiều về mặt hình ảnh, đặc biệt là phần tạo hình đa dạng của hai nhân vật chính. Bên cạnh những lời khen về tạo hình, thì không ít khán giả lại tỏ ra lo ngại trước diễn xuất của nữ chính Dương Siêu Việt. Dù ở trailer chính thức thì chưa đánh giá được nhiều, nhưng vì Dương Siêu Việt vốn nổi tiếng là có sắc không tài, nên khán giả vẫn không dám kỳ vọng. Đặc biệt mới đây, các blogger Trung Quốc còn tin mắt soi ra ở một cảnh khóc, Dương Siêu Việt dường như không thể rơi nước mắt. Kết quả ekip làm phim phải sử dụng tới cả kỹ xảo điện ảnh, một giọt nước mắt giả, nhờ vậy mà đã ra đời, trông vô cùng hài hước bởi kỹ xảo không chân thật. Đã vậy khi soi kỹ, giọt nước mắt giả này còn không được chảy ra từ mắt của mỹ nhân họ Dương. Vẫn biết là kỹ năng diễn xuất của Dương Siêu Việt không tốt, nhưng đến mức cả một cảnh khóc không cần gào thét, tương đối nhẹ nhàng như thế này cũng không diễn được, thì quả là khó hiểu. Khán giả còn cho rằng, chẳng thà cô cứ dùng thuốc nhỏ mắt, dù thiếu cảm xúc, nhưng chí ít là không tạo cảm giác giả trân cho người xem. Nhà sản xuất phim Bảy Kiếp Cát Tường vì vậy cũng liên tục bị réo tên, bởi chẳng hiểu sao lúc ở phim trường lại không tìm cách xử lý để Dương Siêu Việt có nước mắt. Một số bình luận của khán giả: đây không phải lỗi, đây là tính năng, diễn viên phải tệ đến mức nào mới phải dùng nước mắt ảo cơ chứ, bí quá thì cắt hành tây hay xài thuốc nhỏ mắt cũng được mà. Giờ hiện đại quá, diễn không cần rơi nước mắt, vì đã có công nghệ, mốt khỏi cần ra trường quay diễn nữa, mà dùng AI luôn đi, không khéo còn hay hơn đó. Cô này diễn như không diễn, mà nhận toàn kịch bản hay. Thuốc nhỏ mắt xưa quá rồi, giờ người ta chơi công nghệ luôn. Phải có âm mưu gì đó chứ, đâu thể nào làm trò ảo thế này, đường cùng thì cũng dùng nước nhỏ mắt như cô nào đó chứ. Dương Siêu Việt vốn là một idol đã sân sang diễn xuất, cô nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, có thể cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Thế nhưng, như bông hoa có đỏ mà chẳng có thơm, chỉ sau một vài dự án, danh tiếng của cô tụt dốc, bởi diễn xuất bị xếp vào hàng thảm họa. Bảy Kiếp Cát Tường lại là một kịch bản cực kỳ nặng ký, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình Đám, thế nên khán giả càng lo lắng rằng năng lực của Dương Siêu Việt sẽ phá hỏng tác phẩm này. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.